Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình có một cái buổi phỏng vấn nhỏ với một cái bạn sinh viên ở FPT. Thì xin chào, không biết bạn tên gì nhỉ? Mình tên là Hào. Mình là Hào. Sinh viên chuyên ngành Digital Marketing. Digital Marketing. Thế bạn mong muốn gì trong cái quá trình học và bạn chọn ngành về marketing, Digital Marketing? Bạn mong muốn gì? Thì mình học được Digital Marketing nên là các hướng hoạt động của mình là xoay quanh là việc là mình thích về là phim, là video, là các kiểu. Mình sẽ kiểu học hỏi nhiều kinh nghiệm từ mọi người, mình đi chia sẻ lại nó. Thế thì không biết là bạn có mong muốn là mình tham gia cái câu lạc bộ hay là các cái khóa học kỹ năng mềm trên trường FPT không nhỉ? Không có. Đó là một cái niềm hứng thú rất là hứng thú của mình, thì mình đã từng tham gia rất là nhiều câu lạc bộ. Cũng tham gia hoạt động rất là nhiều trường hợp khác, rất thích là đi xem được các talk show, vì nó cho mình rất là nhiều kỹ năng cùng với kiến thức. Thế thì không biết là bạn đã nghe qua câu lạc bộ BBC chưa nhỉ? Mình có nghe rồi. Có nghe rồi ạ. Thế vậy bạn thấy thế nào về câu lạc bộ này? Mình biết được BBC là một câu lạc bộ về kinh doanh đúng không nhỉ? Đúng rồi. Thì mình cũng hay vào bay, mình có từng vào bay câu lạc bộ để xem, thì nó mình thấy được là câu lạc bộ này có chia sẻ rất là nhiều kiến thức về kinh doanh, rồi cho định hướng cho chúng ta được là kiểu những cái hoạt động này mang được lợi ích gì, và chúng ta sẽ có được cái định hướng rõ ràng hơn về việc mà mình sẽ kinh doanh như nào. Rồi, rất cảm ơn bạn. Bạn đã tham gia vào BAC chưa? Thật ra là mình chưa. Thế lý do mà tại sao bạn lại chưa tham gia vào BAC? Vì hiện tại kiểu lịch công việc làm việc của mình nó quá là dày, chưa có quá nhiều thời gian để mình có thể học tập được các bộ. Nhưng mà những cái giải talk show của các bộ tổ chức thì mình vẫn không tham gia. Rồi, rất cảm ơn bạn. Thì hẹn gặp bạn vào một ngày không xa. Thì bạn có thể cung cấp cho mình cái số điện thoại thì sẽ liên hệ. Vâng, mình nói luôn tại đấy. Đúng rồi. Vâng, số điện thoại của mình là 0354019580. Ok, rất cảm ơn. Rất mong được đồng hành với các bạn.